Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sao Hàn, và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Năm 2020 vừa qua thì BTS đã có màn đột phá ấn tượng với bản hit Dynamite và album B. Nhắc đến BTS thì người ta sẽ nghĩ ngay tới những thành tích khủng, kỷ lục có 102 và một fandom hùng hậu trên toàn cầu. Song vinh quang đi kèm với thị phi, trên mạng xã hội luôn có những tranh cãi về việc ai là người nổi tiếng nhất trong số các thành viên BTS. Thứ nhất, Jung Kook. Út vàng của BTS hiện đã bước lên đỉnh cao danh vọng khi tuổi đời còn khá trẻ. Kể từ khi được giao trọng trách thành viên trung tâm của nhóm, Jung Kook luôn nỗ lực làm hết mình để mang đến những sân khấu tuyệt vời nhất. Jung Kook được PD Bang Si-hyuk khen ngợi là người sinh ra để trở thành nghệ sĩ vì quá đa tài. Anh chàng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài hấp dẫn, khả năng ca hát và trình diễn đều hoàn thiện. Thứ hai, V. Nổi tiếng không kém Jung Kook là V, chàng trai có khuôn mặt tỷ lệ vàng. Nam idol từng đứng đầu trong danh sách top 100 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới 2020 vì có độ phổ biến rộng rãi nhờ vẻ đẹp chuẩn Hàn, vừa điển trai vừa đáng yêu. Bên cạnh vẻ ngoài, anh chàng còn là main vocal với chất giọng trầm khàn ấm áp. Thứ ba, Jimin. Không phải thành viên có ngoại hình nổi bật nhất nhóm nhưng Jimin có lượng fan girl, fanboy hùng hậu nhờ kỹ năng trình diễn đỉnh cao trên sân khấu. Anh chàng là một trong những idol K-pop có những fan cam nhiều lượt xem nhất. Đằng sau danh tiếng khủng, Jimin còn được ngưỡng mộ vì nỗ lực tuyệt vời. Nam idol từng cố gắng giảm cân và vượt qua chứng trầm cảm nặng trước khi nổi tiếng như ngày hôm nay. Hành trình của Jimin đã truyền cảm hứng tới rất nhiều fan đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thứ tư, RM. BTS là một tập thể đoàn kết luôn nỗ lực cao trong công việc. Tập thể đó được dẫn dắt bởi RM, người trưởng nhóm tài giỏi và nghiêm khắc. Trong BTS thì vai trò của anh chàng này rất quan trọng. RM vừa là trưởng nhóm, rapper, vừa là một trong những nhà sản xuất âm nhạc chính. Hầu như tất cả các album của BTS đều có sự tham gia sáng tác của anh chàng này. Trước đây thì RM từng bị cư dân mạng chê bai rất nhiều về khoản ngoại hình. Qua nhiều năm thì trưởng nhóm đã không ngừng thay đổi bản thân để ngày càng đẹp trai và quyến rũ hơn. Thứ năm, Suga. Giống như RM, Suga cũng là một mắt xích quan trọng đối với âm nhạc của BTS. Anh chàng luôn tích cực sáng tác, sản xuất các ca khúc ấn tượng cho nhóm của mình. Trong ngành âm nhạc, tiếng tăm của Suga được các nghệ sĩ biết đến rất nhiều. Kho tàng nhạc của nam idol khá đồ sộ và có sức ảnh hưởng lớn. Dù không chủ ý trở thành idol, nhưng Suga đã cho thấy sự tiến bộ đáng ngạc nhiên về kỹ năng vũ đạo và trình diễn qua năm tháng. Thứ 6, J-Hope. J-Hope là một trong những thành viên của BTS có thu nhập cao nhất nhóm nhờ việc phát hành các mixtape riêng. Tài năng âm nhạc của anh chàng đã được công nhận từ lâu. Mỗi đợt comeback của BTS, J-Hope đều phối hợp cùng với Suga và RM để cùng nhau sáng tác. Bên cạnh đó thì kỹ năng nhảy của nam thần tượng cũng là thứ giữ của showbiz Hàn. Thứ 7, Jin. Trong đội hình của BTS thì Jin là người bị đánh giá thấp nhất về năng lực. Vốn là một sinh viên ngành diễn xuất, Jin được công ty chiêu mộ trên đường đi học và cứ thế trở thành một thần tượng. Vai trò của Jin trong nhóm từng khá mờ nhạt, không có thiên hướng rõ ràng, thậm chí anh chàng còn bị nhận xét là bình hoa di động của nhóm. Cùng với sự đi lên của BTS, áp lực phải tiến bộ đặt lên vai người anh cả vô cùng nặng nề. Song Jin đã không bỏ cuộc trước khó khăn, nam thần tượng vừa hoàn thành chương trình đại học vừa hoạt động cùng BTS. Hiện giờ thì kỹ năng hát và nhảy của anh chàng đã tiến bộ trông thấy. Ngoài ra thì Jin cũng rất hút fan girl nhờ vẻ ngoài đẹp trai như nhân vật trong truyện tranh và máu hài hước bẩm sinh. Thật khó để xác định được ai mới là người nổi tiếng nhất của BTS, thế nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng cả 7 thành viên đang có giá trị rất cao trong ngành công nghiệp âm nhạc của xứ sở kim chi. Những khó khăn và vất vả trước đây của BTS đã được đền đáp xứng đáng. Ở thời điểm hiện tại thì rất khó để tìm ra một cái tên vượt qua danh tiếng của họ trong giới thần tượng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hàn, và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!